Thưa quý vị và các bạn, trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước đây, năng lực xét nghiệm của tỉnh Hưng Yên còn hạn chế. Nhưng đến nay, mỗi ngày các đơn vị xét nghiệm của tỉnh có thể thực hiện trên 1.000 mẫu đơn hoặc trên 5.000 mẫu gộp. Đây là yếu tố quan trọng giúp chúng ta khắc phục được tình trạng chạy theo dịch, chuyển sang thế chủ động trong phòng chống dịch. Trong đợt dịch thứ nhất và thứ hai, tỉnh Hưng Yên chỉ có Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh là đơn vị duy nhất thực hiện xét nghiệm COVID-19. Sang đợt dịch thứ ba có sự tham gia của Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên. Trong đợt dịch thứ tư này, giữa tâm dịch thị xã Mỹ Hào, chỉ từ ngày 4 tháng 5 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Phú Nối cũng thực hiện xét nghiệm được trên 3.000 mẫu bệnh phẩm. Hiện nay là chúng tôi đã có 7 kỹ thuật viên tại thành thạo hệ thống vận hành máy xét nghiệm COVID-19. Vì vậy nên là chúng tôi là hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu xét nghiệm trên địa bàn thị xã cũng như là cho 4 huyện phía Bắc của tỉnh. Số lượng mẫu xét nghiệm trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến nay đã bằng cả đợt dịch thứ ba do có nhiều F0 hơn. Ngoài ra trong đợt dịch này, ngành y tế có thể lấy mẫu cộng đồng nhiều hơn để nhanh chóng sàng lọc các ca bệnh ở khu vực có nguy cơ cao, tức là chuyển từ thế bị động chạy theo yếu tố dịch tễ sang thế chủ động sàng lọc phát hiện ca bệnh. Các đợt lấy mẫu cho hơn 1.200 cư dân thôn Hoàng Xá ở huyện Phù Cừ, cho hơn 3.000 cư dân tổ dân phố Nguyễn Xá ở thị xã Mỹ Hào chính là sự chủ động sàng lọc để xác định có hay không có trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Việc lấy mẫu rộng trong cộng đồng là một trong những các phương pháp để chúng ta loại trừ, tìm ra được những trường hợp có nguy cơ để chúng ta đưa đi cách ly để cho cái virus COVID này sẽ không lan ra trong cộng đồng. Bên cạnh sự quan tâm đầu tư của tỉnh và ngành y tế, thời gian qua, một số đơn vị cũng tài trợ hệ thống xét nghiệm hiện đại cùng vật tư, hóa chất trị giá hàng chục tỷ đồng, giúp tỉnh Hưng Yên cải thiện rõ rệt năng lực xét nghiệm. Cách đây 6 tháng, một ngày năng lực xét nghiệm chỉ có 30 người thôi, 40 người thôi, tức là thủ công. Nhưng đến bây giờ thì không thể nói là năng lực Hưng Yên thấp nữa. Tức là một ngày của chúng ta bây giờ khoảng 1.000 người rồi, có năng lực xét nghiệm. Nhưng tôi đề nghị đồng chí giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị mình phải tích cực vào cuộc, không được né tránh trách nhiệm. Đối với các huyện thì phải chủ động lấy mẫu. Tức là cái công tác lấy mẫu rất nhanh thì xét nghiệm nhanh, mà xét nghiệm nhanh thì xác định được đối tượng tranh thì chúng ta có phương án để phòng dịch tốt hơn, truy vết tốt, đúng, truy vết phân nhường dập dịch tốt. Nhưng mà truy vết tranh rồi nhưng mà chúng ta lại không xét nghiệm kịp thời thì cũng không tác dụng được vậy. Nên là đây là một cả hệ thống chính trị và tất cả các bộ phận chúng ta phải vào cuộc một cách tích cực và nhịp nhàng. Chúng ta vẫn kiên định chiến lược ngăn chặn, xét nghiệm phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị hiệu quả. Bộ Y tế cũng khuyến cáo xét nghiệm sàng lọc nhiều vẫn ít tốn kém hơn phải giãn cách xã hội một cách vô lý. Vì vậy, việc nâng cao năng lực xét nghiệm có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.